Rồi bữa nay nho bắt ông ngang lùa lên, rồi đưa tay lên, kéo từ từ thôi. Đó, các bạn thấy không? Nho bảo chưa? Rồi, rồi, hết luôn, rồi rút ra. Xong. Đó, một bạn nhỏ mà dám chơi ong là các bạn thấy ghê chưa? Ong bắt ong trên cây cục điện luôn thấy chưa? Bạn thấy liều chưa? Nhột nhột mát tay hay lạnh lạnh cái tay hả? Dạ, lạnh lạnh cái tay đã đó. Nè đây nhìn đây, nói chuyện ơi. Tả coi, tả coi. Nó có cánh nó quạt cái tay cho mình á. Mình nóng mình đi ra bắt mấy con ong này là mát tay luôn. Cho con bắt chơi. Bây giờ nhau hút nữa nha. Đó. Nhẹ nhẹ. Quá, bạn nhỏ gan chưa? Đổ qua đổ lại luôn các bạn. Má cái tay lắm các bạn đừng có sợ. Con ong bự thì nó chích, nhưng mà con ong nhỏ thì nó không, mình nghĩ là nó không chích được. Nó chích thì nó chích ít thôi. Nè, có một ong lại trên chân mình nữa nè. Chân trên thì nó ngọt. Ong trên cái cục điện đó các bạn. Đốt nhang cho nó bay ra đó. Rồi, chào các bạn ha.